Chào tất cả các bạn. Mai ông Dần sẽ và một số anh em sẽ khai thác cây xanh Nam Điền. Trước đây là dáng trực liên chi, nhưng mà cũng do là ông chủ trước ông lại biến tấu rồi. Hôm rồi là cậu em cũng mới siêu tầm về. Hôm nay là chúng tôi sẽ cải cách cây này. Này mới đo đó. Que để đo chứ cả. Ngắn ngắn là được gì? Đề nghị là các cầu thủ ướt ít lượn qua màn hình tí. Đi đằng sau tí. Ít lượn đi. Làm gì mà cao vậy sếp? Cao nhờ. Đang nghiên cứu gì đấy? Cho em phải đi bây giờ cho bỏ đăng với trong quá thang đây. Không không, đang chặt bớt đi nhá các bạn nhá. Đang thu bệ mà lâu. Thu bệ này này. Đây một số anh em mới chơi cây thì ta cũng vào để ta học luôn. Cứ chặt ở trong là chỗ nào nó cứng quá sủi hết đất lấy cưa một cát. Đây nha. Nó đi mà. Nó tịt. Không thỏ đấy. Nó cưa chơi rảnh rồi. Bây giờ nó tịt bây giờ. Chắc chỗ nào đấy mới. Đấy. Cưa 50.000 mà sao sắc đấy. Luôn nhé. Đáng chục ở đâu? Ngọc. Ngọc ở ngay trường mày. Thôi mà ngay chết. Yến để lấy dao ấy. Tí nữa ạ. Đất cũ được ông Dần bỏ hết đi nhá. Phải sẽ thay đất mới. Cần đi trước mà mua bao nhiêu đấy không? Đất nhà thân dám nhá. Thôi nha, bỏ hết đất rồi. Đất này thì chẳng có gì đâu. Đất này nó là hết chết rồi. Nó hết chết rồi. Nên là cây nó cứ rù nó đi mà. Thiếu sơ dừa hay sao mà? Có sơ dừa thì nào. Có cả đá với cả kia. Đất mới của các ông kia có sơ dừa không? Không. Đặt phơi thì chưa có sơ dừa rồi. Đây là cây xanh Nam Điền nha. Dáng trực liên chi trước là cũng cắt đi rồi. Thì nó bây giờ là hạ xuống biết là làm cái dáng nó gì. Lại cũng có nhát cưa rồi. Hôm nay cụ thể là cho anh em mới chơi là cứ cắt hết. Cứ cắt. Bỏ hết làm lại từ đầu. Vừa này là vừa hướng dẫn thay đất mà vừa hướng dẫn là thu gọn bệ này. Vừa chưa? Vừa. Bên này thu vào tí nữa. Nếu sai là chú chịu nha. Bên này thu vào tí nữa. Chú ơi, đây một số cái móng chân này phải cắt hết đi này, cắt đấy. Phải cắt đây. Tù đấy, kể bên này cũng vậy này. Nó nổ chân. Cho nhát đây nhá. Cho nhát đây kìa. Thì là tạo bộ móng thì ta phải hy sinh từ đầu. Đó, cắt luôn. Tạo ra móng thì phải được. Rũ mẹ đất cho nó tay dần đi. Rồi. Còn đất cục không? Phân dao rửa đâu? Tốt nhờ. Dao rửa đâu? Chưa sửa được tốt nhờ. Dao rửa chặt cứng đét thì cả vào xi măng thôi phải không? Đất lên cây. Thành nhà nó đất thịt rồi. Đất quá tốt. Đất không muốn. Nhấc thử cho chọn cái hạng ngay. Ờ nó bỏ bột vào chưa? Cho đất. Cho đất đi này cái việc mới cho bột hạt. Ở nhà đã được thu lại nha. Học viên nên đang còn hăng hái cắt rất khỏe. Học viên mới. Như con nước bổ húc rồi nhỉ. Nữa đây. Ở trường này đâu mà vắng nhiều trời. Đâu hết rồi anh em, đâu hết rồi không? Giới thiệu với anh em là chiều nay là có 30 thành viên nhưng mà do là cha xứ là sắp chuyển xứ rồi nên là các anh cũng đang đi học hát các đoàn để chuẩn bị tiễn cha. Rồi cho đây. Đây là vắng. Đó nha. Cho vào chậu nha. Hơi cao rồi. Đất vẫn có khả năng là lấy bớt đi. Không, xoay xuống, xoay tròn lên là xuống. Cái đất cũ mà lấy bớt đi được là đẹp. Cho đất mới vào thì hay quá. Ông ở đấy rồi. Có gì đó. Nhưng mà đấy là có mấy ông chủ mời nhưng cái đấy bà chủ mời. Bà chủ đang nấu không kìa. À, tí ra mời cháu. Thế đấy thì sao anh nào? Ôi, cái quạt cắm. Dễ dễ vẫn được khu lại. Đúng rồi. Có món nằm cây. Em nói các bác phải giúp về bà chủ giúp cả ra. Bà chủ đâu có đăng kết đấy. Bà chủ mà không phân khởi thì khó làm. Phải hỏi làm. Đi mua vừa đây. Thật chứ. Phải vậy cơ mới phân khởi. Đi nào. Không biết gì nhưng mà thay một cây này đã phải đầu tư cái chậu là hơn 100.000 rồi đây này. 120 rồi này các bạn này. Mấy? 120. Được chưa, nên thử cái nào. Được nha.
chuẩn bị cho vào chậu này. Có xử lý về vấn đề gì nữa không? Có chứ. Cắt gì đó không? Có chứ. Vào nhà, đã được vào chậu. Đấy. Được đấy. Cho đất vào đây. Vài ba vòng thế này là cho đất vào đẹp. Rồi. Đi đó, nó. Đấy vào đây cho. Bên đằng sau đây góc đây nó quay này. Ông Thúy là ông hay chắn màn hình của nhà báo lắm đấy. Đó. Mời mãi từ trung ương thì về ông thì cứ đùa, ông hay thật bên đằng sau đây. Chắn hết của màn hình của nhà báo. Ông đùa người thì ông thì bé. Ông Thúy là ông 120kg nhé các bạn nhá. Mà vừa rồi là đi tập huấn ở Singapore nên là giảm bớt rồi đây này. Bó phải xoay cái nào. Do là vừa rồi đá bóng cho đội Singapore nên là cũng phải giảm mỡ bớt đi. Đấy nhờ, rất đẹp. Cái này tuổi đời cũng nằm khoảng 20 năm thôi. Tuổi lên thì cũng có tuổi xuống nhá. Cái nào không đất chắc là mang kéo đây để ta... Cái này thì anh Việt cũng mới giao dịch về mấy hôm nay thôi các bạn nhá. Vì tuy rất rẻ nhưng mà rất hăng say vào hẳn vườn cây công trình Tân Phạm giao dịch một lúc là mấy cây. Việt đâu rồi? Đi về làm cây của mình rồi. Để nó đây mai vào đất đang xong đập được. Đập đá, đang đất đất. Đất. Cho nên có nhà báo về. Mất vui rồi. Thế nào? Không. Thầy chờ thầy. Thế nào? Quyết định cái cảnh này cho nó nào. Làm vậy chứ. Làm già. Không quen được cái nhà mình. Thôi thôi. Đây này, hai cái nhà mình. Nằm chỗ nào? Rồi là. Lại có nhát cưa rồi. Không biết là cắt ở đâu. Cái ngọn là đưa xuống đi. Cắt ngọn. Rồi, không trừ hao cái mầm trên nữa à, để không có nhỡ phát này. Rồi, lấy luôn nhé các bạn nha. Cái ngọn là thằng nào luôn. Cho luôn cái thằng ngọn đi. Này, rồi. Dây này nó ghép này nó hơi nhỏ rồi. Nhìn cái ngọn là nó phát triển rất nhanh. Nên là ta cũng không cần phải ngọn, nó không cần phải to nữa. Không phải nhỏ đâu. Không bồ ngọn chỉ mà. Đi chỗ này anh phải đi vòng ở đây này. Vòng ở đây nó đi đường thép nó đi được. Nhép cắt này sẽ là nhép cắt quyết định của một cây nhá. Vì nhà có lóc mà. Cắt lá cũng phải từ từ chứ không phải là một phát. Không cứ làm như kiểu còn không là chúng tôi sẽ cho các ông cầm lá cũng vặt đấy. Rất nhẹ nhá. Rất nhẹ nhàng thôi. Cái này đang khô nhựa. Cái đấy là được. Đó, thể dục. Nhẹ nhá. Em đang khô nhựa mà. Đây nhá, cái ngọn vừa được ông Dần uốn nhá. Thì sau này nó cũng nằm ở cái khoảng này thôi nhá các bạn nhá. Hợp lý không? Đó nha, rất hợp lý này. Ông lấy cái này đó. Thì cái cành to, cành đó nha. Ngọn rất là thấp, cây rất là dùng tiền. Đây anh em về qua. Thôi con, thế còn mỗi cái này mà. À, bật là lá non là nó mềm lắm. Còn chậu. Cái dây 5 ly rồi mà ông Dần không phải chấp đôi nha các bạn nhé. Đấy chính rất cẩn thận. Chào có tiếng không ấy à? Chơi. Tiếng năm mới kìa. Ấy rồi. Đó, đây là gì? Thọ Hoàng ấy. Thằng Hoàng ấy. Chào Hoàng ấy. Chào cái thằng Minh. Không chơi mà chào đấy. Chú thằng Minh ở DD đấy. Minh Đạt đấy. Minh Đạt đấy. Ông Cải. Không. Người ấy chào đấy không chơi. Không thích à? Chào Minh, chào Vũ. Ơn ừ, xuống đá xong là vào chơi nữa. Đá một tí hình Việt ơi. Vinh nào. Cái xanh năm thân nhé các bạn nhé. Rất là ưu cục. Vinh rồi. Vinh rồi. Vào tay đi. Nhằm nghề luôn đi. Phải kéo thật khéo đấy. Xong cứ cho nó vào rồi hết rồi. Cái này nó sạch luôn rồi. Chứ phải nó làm xong xuôi nó thừa mới cắt được. Cái này rồi. Rồi, rồi. Thầy về bảo một đường cơ bản. Sau khi cắt mỗi... thì chúng tôi cũng để khô và là bôi keo. Bôi keo. Đây là keo Mỹ Tiến nhé các bạn nhé. Không phải tôi quảng cáo cho hãng Mỹ Tiến đâu, nhưng mà keo Mỹ Tiến thì bôi vào thì cũng rất là tốt.
cháo luôn cho hạ. Đỡ đúng không? Như cháo trong thẳng nhà. Hoàng thì cháo bảo cắt đi nhá, cắt luôn. Này nó có cái chân ròn. Nếu mà mình mai phải nuôi đấy này. May mà nó còn ở đấy nó, chứ không là cái phun này rơi mất. Cắt chài. Như cái này thì cắt thì được. Bây giờ nó cấu đấy cái này. Cây của may vậy, cháu lại tính để lại cái lễ nặng. Mình đang cấu động, giá nó thẳng tắp không có cái này thì mình cắt bất định được. Này nó thêm cái điểm thì nó cứ bệnh. Nuôi xuống thì nó lại không được đẹp như cũ. Mỗi người vào mẻ một tí thì tự tạo vậy mà. Đúng không? Đấy cũng là một kinh nghiệm. Cũng là chuyện đùa thôi. Mỗi một lần sai là một lần nghiệm. Đây là nó đang cấu thôi. Mà công nhận đang cấu không? Đấy, vâng. May nó có cái đây thì nó có đường này nó chuyển nó giữ. Để này đúng không? Trong này nó cực đẹp rồi thì mình phải bỏ. Con này nó có gì đâu mà. Nếu mà phá thì trải cái xấu ra ngay. Trong này nó không có gì đẹp cả. Mình phải tìm điểm đẻ, cái đẹp của nó thì mình mới bỏ cái xấu đi được. Nhưng mà đây ở trong nó đang xấu mà cái ngoài đẹp mình bỏ đi vậy hóa ra là mình vất cái đẹp. Vừa ngửa thì anh đứng lên xấu hả? Cây đây nó cắt hết cái này à? Cái rễ này anh. Không, cái rễ bé kìa cơ. Anh cứ bế cháu này cho nó ngửa ra giống lắm. Cái việc của bác là như thế, cứ vậy mà làm. Không phải hỏi nhiều. Không biết thì phải hỏi nhiều. Em đi bể với nhau, quý nhau lắm. Cứ phải bám công này, ông bè ngày bé sợ ma. Mấy ông này ông lớn rồi, ông không sợ ma là ông dọn. Cứ phải bám công thôi. Chán chứ. Ma ghê. Ma dân châu đồng biết. Sống trong và cái chuyện của Quả Tấn thực sự bằng lắm. Ông yêu nấu sáu và chuẩn bị trước đi. Quả Tấn thì trước đi. Ông nhớ ra. Đi về. Bác ở đây là mình chạy được. Mà giao quân cùng biết cơ ông. Cùng sao các ông đi sau tôi. Sau tôi đi cái lớp là cùng giao quân cơ ông. Cùng sao các ông đi tháng 3, tôi đi tháng 2 mà. Tôi vào giao quân thứ 2. Phúc Lào Thanh Hóa nhé các bạn nhé. Sau này hành quân về quay cái cây cầm kéo má chủ nhật tuần vừa rồi mới được cầm kéo. Nay lần thứ 2 ơi. Từ để thầy ngắm đã. Cái này vặn vào cái đây. Cái này vẫn đi, cái cùi này làm gì? Vì nay là thêm một thành viên mới. Và cựu phó chủ tịch xã. Nay về tham gia lớp cùng với anh em. Đây là chứng minh là áo bộ đội ngày xưa vẫn đang còn. Là cấp bậc là đại úy, chức vụ là sư đoàn phó. Nhưng mà mình cũng xin kết thúc video ở đây để chuyển sang video tiếp theo. Các bạn yêu mến kênh Trung Bonsai thì hãy nhớ ấn đăng ký để nhận video sớm nhất mà kênh Trung Bonsai quay gửi tới các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt. Cốt năm điền. Mai mai mà khỏe quá là cái này là 20 triệu. Độc sạch. Khi nó bén nó khỏe nó độc sạch chuyện rồi. Cái riêng. Ngày chưa đi về quá. Cái cây này đang yếu quá. Nên là sao tạo được cái vỏ ở đây này. Chào các bạn, mua 1,5 triệu công trình ạ. 1,5 triệu của cây công trình Tân Phạm nha các bạn nhé. Đẹp giờ đẹp đã thành đó. Cây rồi. Một cây nhạc xanh dáng trực rất đẹp. Em xuống một nhà thép ná đi. Lại đưa về dáng cổ. Ná để cho đổ đất ra cho nó xong rồi đưa ra hàng. Giờ quý nó quấn nó mưa. Không thể triệu về viện. Mệt gì. Cái này 17 triệu. Cái nòng đam mê. Chào anh em nhá. Anh em nhớ đăng ký để kênh để xem video mới nhất nhé. Chủ nhật tuần sau này gặp nhau nhá. Ok, bye bye.